Và kính thưa quý vị, kháng cáo của nhà báo công dân Đỗ Công Đương về cáo buộc gây rối trật tự công cộng bị bác bỏ. Đây là tin tức đến từ Bắc Ninh. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã giữ nguyên bản án 4 năm tù giam mà Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn đã tuyên bố đối với nhà báo công dân Đỗ Công Đương với tội danh gây rối trật tự công cộng. Ông Đương bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 khi đang quay phim một vụ cưỡng chế đất đai ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn. Ông bị hai cáo buộc đó là gây rối trật tự công cộng và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trong phiên sơ thẩm ngày 17 tháng 9 năm 2018 cho cáo buộc thứ nhất, thì Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn đã kết án ông Đương 4 năm tù giam trong một phiên tòa không đáp ứng với các yêu cầu tối thiểu của quốc tế về xét xử công bằng. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Đương ở cả 3 phiên tòa cho biết, ngay sau phiên tòa sơ thẩm này thì ông Đương đã nộp đơn kháng án. Luật sư Sơn đã đưa ra bản bào chữa khẳng định thân chủ của ông vô tội vì ông Đương không tổ chức hay là tham gia việc phản đối cưỡng chế đất đai của người dân tại Tam Dương và việc quay phim cảnh cưỡng chế không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đánh đồng ông với những người phản đối chiếm đoạt đất đai của chính quyền từ thị xã Từ Sơn và giữ nguyên bản án là 4 năm tù giam. Ngoài bản án này, ông Đương còn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh kết án thêm 5 năm tù giam về cáo buộc thứ hai trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Theo gia đình thì ông cũng đã kháng cáo bản án này. Việc bắt giữ và kết án ông được nhằm bịt miệng ông vì ông là một số trong rất ít người địa phương dám đứng lên để tố cáo việc cưỡng chế đất đai và tham ô của các quan chức tại địa phương này.